Thưa quý vị, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia là chủ trương lớn mang tính chiến lược của ngành giáo dục và đào tạo nhằm chuẩn hóa về cơ sở vật chất cũng như đội ngũ cán bộ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Phát huy những kết quả đã đạt được với việc triển khai đồng bộ nhiều giải pháp và phần việc cụ thể, công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia trên địa bàn huyện Hải Lăng tiếp tục có những chuyển biến tích cực. Trong toàn huyện, diện mạo các trường đã được cải thiện đáng kể. Các tiêu chí trường chuẩn đáp ứng yêu cầu dạy học cũng như mọi hoạt động của các nhà trường đều đã được nâng lên. Đây cũng là nội dung chính của chuyên mục Hải Lăng ngày mới tháng 10 nhân chào đón một năm học mới. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau đây. Để nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, huyện Hải Lăng đầu tư xây dựng những điểm trường chung cho học sinh nhiều xã để xóa bỏ điểm trường ít lớp, lớp ghép. Việc sáp nhập, sắp xếp lại trường lớp đã tăng quy mô trường học, tinh gọn đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, tiết kiệm ngân sách cũng như tổ chức tốt các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Sục Tài được sáp nhập từ năm 2018 với hai điểm trường quy mô 27 lớp. Năm học 2022-2023, trường có 998 học sinh, trong đó học sinh tiểu học là 571 em, học sinh trung học cơ sở là 427 em. Trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Sục Tài đang xây dựng trường trọng điểm chất lượng cao của huyện. Từ lâu, trường là đơn vị dẫn đầu công tác học sinh giỏi của huyện Hải Lăng. Trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia cấp độ 1 vào tháng 5 năm 2022. Ngoài sự nỗ lực của chính bản thân mình, thì em luôn nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ nhiệt tình từ các thầy cô giáo. Các thầy cô luôn cung cấp tài liệu, tận tình giải đáp thắc mắc và tạo điều kiện học tập tốt nhất cho chúng em. Và trong kỳ thi học sinh giỏi sắp đến, thì em sẽ cố gắng hết mình để đạt kết quả tốt, đóng góp cho thành tích chung của nhà trường. Các thầy cô là luôn chỉ dạy học sinh rất là một cách rất nhiệt tình, và các cơ sở vật chất ở trường là đều đầy đủ và để phục vụ cho công việc học tập và dạy của các giáo viên và học sinh. Ngoài ra là trường thường tổ chức các hoạt động ngoại khóa, kỹ năng sống và sân chơi cho học sinh để nâng cao các kỹ năng. Năm học 2021-2022, trường tiểu học và trung học cơ sở Bùi Sục Tài tham gia kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện có 42 giải, cấp tỉnh có 24 giải. Ngoài ra, học sinh của trường còn tham gia rất nhiều các cuộc thi như toán qua mạng, IOE, Trang Nguyên Tiếng Việt, Sáng Tạo Trẻ, Tin Học Trẻ và đạt nhiều giải cao. Đây không chỉ là chất lượng mũi nhọn của nhà trường, của giáo dục toàn huyện, mà còn là những sân chơi hữu ích giúp các em học sinh được học hỏi, phát triển và có thêm nhiều kinh nghiệm cho những cuộc thi lớn hơn mang tầm quốc gia, quốc tế. Có thể nói rằng, để đạt được thành tích đó, chúng ta ghi nhận sự đóng góp to lớn có tính quyết định của các thầy cô giáo trực tiếp tham gia bồi dưỡng học sinh giỏi. Công tác bồi dưỡng học sinh giỏi luôn đặt ra nhiều thử thách, đồng thời cũng là nhiệm vụ hết sức khó khăn đối với các thầy cô. Nhưng điều đáng mừng là tất cả thầy cô đều say mê, tận tụy, không ngừng tìm tòi học hỏi, chắt lọc kiến thức để đem lại những điều mới mẻ, sâu sắc cho học sinh, giúp các em đạt được kết quả cao trong học tập cũng như trong các kỳ thi học sinh giỏi. Trong năm qua, có 39 giáo viên bồi dưỡng học sinh giỏi đạt giải cấp quốc gia, cấp tỉnh và rất nhiều thầy cô giáo khác cũng đóng góp sức mình vào thành tích chung của giáo dục huyện nhà. Để mà duy trì được cái chất lượng mũi nhọn trong cái top là dẫn đầu trong toàn huyện thì giáo viên chúng tôi là mỗi giáo viên là luôn luôn là từ mình để xây dựng được một cái kế hoạch dạy học cho phù hợp. Và đối với cái công tác mà bồi dưỡng học sinh giỏi, chất lượng mũi nhọn, duy trì chất lượng mũi nhọn thì chúng tôi thấy là cần phải là phát hiện, cần phải là bồi dưỡng. Và quan trọng nhất là trong mỗi tiết dạy của chúng tôi thì cần phải là truyền tải được cái lòng yêu thích bộ môn đối với các em học sinh. Và cái quan trọng nữa là trong cái quá trình học tập giảng dạy thì chúng tôi cũng phải luôn luôn để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, tìm hiểu từ nhiều kênh thông tin khác nhau và đặc biệt là phối hợp với phụ huynh học sinh để mà cùng giáo dục và cùng định hướng các em. Để xây dựng hệ thống trường chuẩn quốc gia, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hải Lăng triển khai nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục và đào tạo. Đến nay, 100% hiệu trưởng, phó hiệu trưởng có chứng chỉ quản lý giáo dục, 100% cán bộ quản lý có trình độ trung cấp lý luận chính trị, tỷ lệ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có trình độ đạt chuẩn trên 92%, tỷ lệ cán bộ giáo viên có trình độ thạc sĩ đạt 7,7%.
Năm học 2021-2022 có 155 cán bộ giáo viên được xét thăng hạng, có 28 giáo viên đăng ký tham gia nâng chuẩn trình độ đào tạo. Đến nay, toàn huyện có 18 trên 39 trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 46,2%. Trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Phú là một trong số những trường đạt chuẩn quốc gia được vinh dự đón nhận vào đúng dịp khai giảng năm học mới, năm học 2022-2023. Hải Phú tự hào là vùng đất hiếu học, dân làng ai cũng đề cao việc học hành cho con em mình nên có những đầu tư xứng đáng cho con em học đến nơi đến chốn để có nhiều đóng góp cho quê hương, đất nước. Năm nào vào kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, tỉnh, học sinh của xã Hải Phú cũng chiếm tỷ lệ đạt giải cao. Không ngừng lớn mạnh về mọi mặt, trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Phú trở thành lá cờ đầu của giáo dục Hải Lăng. Khuôn viên sạch đẹp với bồn hoa, cây cảnh, sân thể thao, nhà để xe. Cùng với thành tích cao về chất lượng dạy và học, năm 2007, trường Vinh Dự được Bộ Giáo dục Đào tạo công nhận trường đạt chuẩn quốc gia, một trong hai trường trung học cơ sở đầu tiên được công nhận ở Hải Lăng. Thì bên cạnh cái việc giáo dục văn hóa cho học sinh, thì nhà trường cũng luôn chú trọng đến cái công tác giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng và hướng đến đào tạo học sinh trở thành những con người toàn diện trong tương lai. Và phải nói là trong năm vừa rồi thì là nhà trường cũng rất là vinh dự được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận kiểm định chất lượng mức độ 2 và được Sở Giáo dục công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1. Và để đạt được điều đó thì ngoài cái sự nỗ lực của Hội đồng sư phạm thì nhà trường được sự quan tâm rất là nhiều của lãnh đạo huyện, lãnh đạo địa phương và đặc biệt là sự chỉ đạo về chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo và phòng giáo dục và đào tạo Hải Lăng. Trong các chỉ tiêu về trường chuẩn quốc gia cùng với chất lượng dạy học, cơ sở vật chất trang thiết bị thì trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Phú còn đặc biệt quan tâm đến các hoạt động ngoài giờ lên lớp, chú trọng giáo dục kỹ năng sống cho các em học sinh, đồng thời tạo những sân chơi lành mạnh, bổ ích, vui vẻ để các em học sinh có thêm nhiều hứng thú học tập, để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui. Trong tháng 10 này là phải nói là một tháng cao điểm để cho các em học sinh phát động từ học trò từ tháng chăm ngoan học giỏi để dựa đến đó để các em có một cái kỳ thi giữa kỳ được đạt kết quả cao thông qua hoạt động trải nghiệm và các hoạt động xã hội. Thời gian qua, đội ngũ học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia của huyện Hải Lăng liên tục đạt giải cao trong các năm. Chưa kể, những gương mặt xuất sắc giành vòng nguyệt quế danh giá của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia cũng gọi tên học sinh Hải Lăng với những suất học bổng đầy tự hào. Phát huy truyền thống hiểu học và thành tích đã đạt được, năm học 2021-2022, ngành giáo dục và đào tạo Hải Lăng tiếp tục gặt hái được nhiều thành công trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, khẳng định là cờ đầu về chất lượng giáo dục trong toàn tỉnh. Để xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chúng tôi thấy khó nhất đó là đầu tư xây dựng cơ sở vật chất để đạt tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, thiết bị trường học. Để đạt cái tiêu chuẩn này, thì phòng giáo dục đào tạo Hải Lăng phối hợp với các phòng ban cấp huyện tham mưu lãnh đạo ủy ban huyện, hội đồng nhân huyện, huyện ủy tăng cường lãnh đạo chỉ đạo đầu tư kinh phí xây dựng cơ sở vật chất. Xin báo cáo hiện nay phòng giáo dục đã tham mưu ủy ban huyện lộ trình từ nay đến năm 2025 đầu tư 320 tỷ để xây dựng cơ bản cũng như trang thiết bị thực hiện theo đúng thông tư 13 và 14 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Vẫn còn đó những khó khăn thách thức đang ở phía trước, nhưng tin rằng với sự nỗ lực và lòng quyết tâm của cán bộ, giáo viên, học sinh toàn huyện, cùng sự chỉ đạo quan tâm của các cấp lãnh đạo, ban ngành, đoàn thể, chính quyền địa phương, sự đồng hành của hội cha mẹ học sinh, thời gian tới, giáo dục huyện Hải Lăng sẽ đạt những kết quả cao hơn, xứng đáng với lòng tin yêu, sự kỳ vọng của nhân dân huyện nhà và của bao thế hệ phụ huynh học sinh trên quê hương Hải Lăng anh hùng. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Hải Lăng ngày mới tháng 10 đến đây xin được kết thúc. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.